quý vị và các bạn và công chư chờ đợi các thí sinh chuẩn bị. Mời quý vị cùng thưởng thức một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Phúc có tựa đề Gót Hồng. Và các khúc này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhóm 1088, nhóm Mây Trắng, ca sĩ Thanh Thảo và ca sĩ trẻ Minh Thư. Cùng trời để sắc hương xô nghiêng dòng đời gót hồng nhẹ nhàng xây theo lời hát cùng bước em rực cháy lên dạng người ngỡ ngàng thời gian như lắng động và khắp nhân gian đang chìm trong mộng gót hồng nhẹ xoay theo điệu múa cùng dáng em cùng bước chân thần tiên gót hồng như say giữa khúc trời để sắp khuyên xô nghiêng dòng đời gót hồng vì anh say tơ lời hát cùng bước em rực cháy lên dạng người kia đêm nay bao nhiêu ca sĩ tình thành đã ngây dại vì dáng em và đêm nay một đêm giá hương nghe hương cùng bước em dựng cháy lên rạng rỡ kìa đêm nay bao nhiêu ngã si tình thành đã ngây dại vì dáng em và đêm nay một đêm giá hương nghe hương cùng bước em dựng cháy lên dạng người ngỡ ngàng thời gian như lắng động và khắp nhân gian đang chìm trong gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu múa cùng dáng em cùng bước chân thần tiên gót hồng dịu dàng say giữa khung trời để sẵn hương xô nghiêng dòng đời gót hồng nhẹ nhàng xoay theo lời hát cùng bước em rực cháy lên dạng người kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dại vì dáng em và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên dạng rỡ kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dại vì dáng em và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên dạng người kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dại vì dáng em vì dáng em vì dáng em và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên rạng rỡ kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dại vì dáng em vì dáng em vì dáng em và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên rạng ngời.